trận đấu đã bắt đầu. Xin được nhấn mạnh tới quý vị khán giả, đó là những trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại bảng D vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á năm 2018 đều sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam gửi tới quý vị khán giả trên kênh VTV6 và VTV6 HD. Đây là trận đấu đầu tiên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong năm 2017 và chúng ta cùng mong rằng đội tuyển sẽ có một trận đấu thành công. Nhìn vào đội hình xuất phát của huấn luyện viên Mai Đức Chung bố trí ở trận đấu này, có thể thấy sự khác biệt lớn nhất chính là người chấn giữ khung thành của đội tuyển Việt Nam không phải là Kiều Trinh như thường lệ mà đó là Khổng Thị Hằng. Tuyết Dung phát băng lên bên cánh phải của Tuyết Dung, cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Wow, bàn thắng đến từ rất sớm. Gần như ngay ở đợt lên bóng đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã có được bàn thắng. Một pha phối hợp bài bản của đội tuyển Việt Nam. Người đã băng lên bên cánh phải và căng ngang thuận lợi, đó là Tuyết Dung. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Tuyết Dung rất nhanh nhẹn trong pha thoát xuống bên cánh phải. Có tới 3 bóng áo trắng có thể thực hiện cú dứt điểm này. Và tiền vệ trung tâm Nguyễn Thị Liễu là người đã đón bóng chính xác. Trong số 5 đội tuyển góp mặt ở bảng D của vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á năm 2018 thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có thứ hạng cao nhất xét theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA. Đội tuyển Việt Nam đang xếp hạng 33 thế giới và đứng thứ 7 của châu Á. Ở bảng đấu này, đội tuyển Myanmar đang xếp hạng 44 thế giới. Lần lượt xếp sau là đội tuyển Singapore xếp hạng 92 thế giới và đội tuyển Syria cũng như đội tuyển Iran đang xếp hạng 113 thế giới. Tuy nhiên qua 2 lượt trận thì đội tuyển Iran cũng đã cho thấy họ có sự tiến bộ đáng kể và sẽ là một trong những nhân tố bí ẩn ở giải đấu này. Tiếp tục là pha lên bóng bên cánh phải nữa của đội tuyển Việt Nam. Trong những tình huống lên bóng đầu tiên của đội tuyển Việt Nam, bóng được tập trung khá nhiều bên cánh phải với sự xuất hiện của Tuyết Dung. Nhìn vào đội hình của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã bố trí đội hình 4-4-1-1. Hai trung vệ đó là Trương Thị Kiều và Bùi Thị Như. Hai hậu vệ cánh đó là Nguyễn Thị Xuyến và cầu thủ mang áo số 4 Vũ Thị Thúy. Hai tiền vệ trung tâm đó là Nguyễn Thị Hòa và Nguyễn Thị Liễu. Hai cầu thủ đá cánh đó là Nguyễn Thị Nguyệt và Tuyết Dung. Hỗ trợ cho Hải Yến, người thi đấu cao nhất trên hàng công của đội tuyển Việt Nam đó là Nguyễn Thị Muôn. Nguyễn Thị Hòa. Nguyễn Thị Hòa cũng có thể thi đấu tốt ở vai trò tiền đạo. Và có thể nói với cách bố trí đội hình 4-4-1-1 như thế này thì đội tuyển Việt Nam có nhiều khả năng dứt điểm từ tuyến 2. Cả Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Nguyệt đều là những cầu thủ có khả năng dứt điểm tốt và vẫn thường xuyên ghi bàn cho câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia. Và đó là những người hỗ trợ cho Hải Yến. Tuyết Dung. Những phút đầu tiên của trận đấu, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khởi đầu tốt hơn. Không chỉ ở việc chúng ta có bàn thắng mở tỷ số ngay trong phút thi đấu đầu tiên, mà còn bởi lúc này đội đang kiểm soát bóng khá tốt và bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của đội tuyển Syria. Vũ Thị Thúy. Tuyết Dung. Tiếp tục có tới 3 cầu thủ áo trắng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẵn sàng cho tình huống tiếp bóng từ đường căng ngang của Tuyết Dung. Có thể nhận thấy là trong những pha băng lên của mình thì Tuyết Dung không thực hiện những đường tạt bổng. Đã có 3 đường căng ngang, bóng đi tầm thấp và tạo ra những điểm cắt cho các đồng đội dứt điểm. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam đối đầu với đội tuyển bóng đá nữ Syria.
chúng ta chưa thực sự có nhiều thông tin về đội tuyển Syria. Pha thoát xuống của Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Muôn, Tuyết Dung, cơ hội dứt điểm chân trái. Thêm một pha dứt điểm nữa. Có thể nói là với nhập cuộc hết sức thuận lợi và một tinh thần thi đấu thoải mái, lúc này đội tuyển Việt Nam đang có một thế trận vượt trội hơn. Đội tuyển Syria với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ankini Tasti đã có một tháng để chuẩn bị cho giải đấu này. Đó là một sự nỗ lực của bóng đá nữ Syria bởi họ đã bị gián đoạn giải vô địch quốc gia tới 6 năm. Bàn thắng thứ hai cho đội tuyển Việt Nam. Những bàn thắng đang đến một cách dễ dàng khi mà hàng phòng ngự của đội tuyển Syria chưa thi đấu thực sự quyết liệt và không theo được những cầu thủ áo trắng trong các pha thoát xuống. Hải Yến là cầu thủ đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Đây là tiền đạo thi đấu cao nhất của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha đi bóng và dứt điểm rất nhẹ nhàng nhưng chính xác của Hải Yến. Đây là một hướng gió thuận lợi và Tuyết Dung trong sự nghiệp của mình đã từng có tới 2 lần ghi bàn từ những pha đá phạt góc. Đánh đầu, không vào. Pha phối hợp có ý đồ và chắc chắn đã được tập kỹ của đội tuyển Việt Nam. Quả tạt của Nguyễn Thị Muôn và người băng vào là Nguyễn Thị Nguyệt. Hải Yến. Phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Rất thoải mái để căn chỉnh bóng. Không vào. Như vậy trọng tài đã chỉ tay. Đã có một cầu thủ của đội tuyển Việt Nam băng vào trong pha dứt điểm vừa rồi. Sức ép từ những pha tấn công của đội tuyển Việt Nam lúc này đang khiến cho hàng phòng ngự của đội tuyển Syria gặp lúng túng và quyết định phạt đền cho đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ băng vào đánh đầu của đội tuyển Việt Nam đã bị phạm lỗi. Trọng tài chính Siyumi đã cho đội tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt đền và đứng trước bóng lúc này là Tuyết Dung, chuyên gia đá phạt của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Rất đơn giản và chắc chắn. Tuyết Dung rất tự tin với cú đá 11m của mình và tỷ số là 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Diễn biến trong hơn 10 phút đã qua thực sự mang tới cho những người hâm mộ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam một sự tự tin khi mà đội tuyển đang thi đấu rất thoải mái. Tất nhiên, đội tuyển Syria trong những phút đã qua cho thấy họ chưa bắt nhịp được với trận đấu này. Chỉ trong vòng ít phút, đội tuyển Việt Nam từ việc thực hiện những pha tạt bóng ở tầm thấp, bóng sệt, bây giờ đã thường xuyên thực hiện những pha treo bóng bổng. Ngay cả một tiền vệ không có được chiều cao tốt như là Nguyễn Thị Nguyệt cũng rất mạnh dạn thực hiện những pha đánh đầu để tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Đang là những phút mà sức ép liên tục được tạo ra về phía khung thành của thủ môn Nojuma. Pha bắt gọn bóng của thủ môn đội tuyển Syria. Trận đấu mới trôi qua được 15 phút và đội tuyển Việt Nam đã có được 3 bàn thắng một cách dễ dàng từ quả penalty thành công của Tuyết Dung, pha xử lý kỹ thuật của Hải Yến và một tình huống tạo ra một điểm cắt chính xác của Nguyễn Thị Liễu. Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Liễu. Nguyễn Thị Muôn,
Pha chọc khe rất thông minh. Cơ hội. Tuyệt vời. Đây là bàn thắng cho thấy sự phối hợp rất tốt của đội tuyển Việt Nam. Tỷ số là 4-0. Người đã ghi bàn đó là tiền vệ cánh trái Nguyễn Thị Nguyệt. Chúng tôi đã nhắc tới cầu thủ mang áo số 11 này trong những pha lên bóng của đội tuyển Việt Nam trong khoảng 5 phút trở lại đây. Nhưng công đầu trong tình huống ghi bàn vừa rồi phải kể tới đường chọc khe rất tinh tế của Nguyễn Thị Muôn. Và Nguyễn Thị Nguyệt với sở trường là tốc độ cũng đã cho thấy một pha băng lên rất hợp lý và dứt điểm chéo góc khung thành của thủ môn Nojuma để nâng tỷ số lên 4-0. Nguyễn Thị Nguyệt cũng có thể thi đấu như một tiền đạo. Nhưng trong khoảng 4 năm trở lại đây thì cầu thủ đã từng là chân sút hàng đầu của đội tuyển U19 nữ Việt Nam, thường xuyên gắn bó với vai trò là một tiền đạo cánh hoặc là một tiền vệ bám cánh trái nhiều hơn. Lúc này thì thủ môn Nojuma đang bị đau và đang cần tới sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Không quá khi nói rằng thủ môn Nojuma là người hoạt động vất vả nhất của đội tuyển Serie kể từ đầu trận. Và mặc dù đã rất cố gắng nhưng thủ môn này cũng đã phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần. Chúng ta một lần nữa xem lại bàn thắng của Nguyễn Thị Nguyệt. Được chọc khe rất tốt của Nguyễn Thị Muôn. Và phối hợp bài bản và có nét nhất kể từ đầu trận của đội tuyển Việt Nam. Các cổ động viên của đội tuyển Việt Nam đã có mặt để tiếp sức cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tại bảng D vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á năm 2018. Thủ môn Nojuma đã có thể tiếp tục thi đấu. Trong danh sách đăng ký của đội tuyển Serie còn có hai thủ môn đó là Soruk Ramu số 19 và số 23 đó là Nura Anara Hải Yến. Một mình Hải Yến và phía trước là 4 cầu thủ. Phần lớn đội hình của đội tuyển Serie trong những phút đã qua vẫn chỉ tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự là chính. Rất bình tĩnh, không có gì phải vội. Cơ hội dứt điểm cho Nguyễn Thị Hòa. Vào! Một bàn thắng giống như một phần thưởng bất ngờ dành cho Nguyễn Thị Hòa. Bóng đập chân hậu vệ của đội tuyển Serie và đi vào lưới. Và đó là một pha bóng quá khó đối với thủ môn Nojuma. Có rất nhiều khoảng trống cho các tiền vệ của đội tuyển Việt Nam thể hiện mình. Bóng đã đập vào người của cầu thủ mang áo số 3 An Qua Khi. Lúc này nhiệt độ trên sân vào khoảng 24 độ C. Thời tiết mát mẻ và các cầu thủ có một điều kiện thi đấu rất thoải mái. Mặt sân cũng rất đẹp để cho các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam có thể phô diễn kỹ thuật cá nhân của mình. Nguyễn Thị Muôn. Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam để nâng tỷ số lên 6-0 và điều đó đã tới. Nguyễn Thị Muôn chưa ghi bàn nhưng cầu thủ này đã đóng góp những đường truyền thực sự thuận lợi dành cho các đồng đội của mình. Hải Yến đã có được một cú đúp trong hiệp đấu thứ nhất. Tiền đạo mang áo số 12 của đội tuyển Việt Nam đã có một pha đối mặt với thủ môn Nojuma và mất hai nhịp dứt điểm để cho Hải Yến có thể nâng tỷ số lên 6-0 cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Nguyễn Thị Liễu đã có lỗi của đội tuyển Serie.
quả đá phạt ở góc chính diện khung thành của thủ môn Nojuma. Tuy nhiên cự ly đá phạt này tương đối xa, nhiều khả năng sẽ là Trương Thị Kiều thực hiện một quả treo bóng sâu. Trọng tài Shiyumi đang yêu cầu hàng rào của đội tuyển Syria đứng đúng cự ly. Đó là Trương Thị Kiều đứng trước quả đá phạt này. Quyết định chuyền bóng cho Vũ Thị Thúy. Đánh đầu, không vào. Một pha phối hợp rất đẹp. Dù chưa thành công nhưng chúng tôi nghĩ rằng trong một trận đấu như thế này, việc rèn thêm những pha tấn công để trở nên sắc bén hơn sẽ là điều cần thiết với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Quả tạt như đặt dành cho Nguyễn Thị Nguyệt. Khi mà điều kiện xã hội của đất nước Syria chưa thực sự ổn định để có thể phát triển bóng đá nữ, có thể nói để có một đội tuyển tập trung và đủ nhân lực tham gia các giải đấu của AFC là một nỗ lực cực lớn của bóng đá Syria. Giải bóng đá vô địch quốc gia của các đội bóng nam Syria mới trở lại trong năm 2017, và giải bóng đá vô địch quốc gia nữ của Syria thì lúc này vẫn đang chờ đợi một điều kiện an toàn hơn cho các cầu thủ có thể thi đấu. Đội bóng của huấn luyện viên Abdul Adni Tasri mới có được một tháng để chuẩn bị cho giải đấu này. Và chúng ta vừa được chứng kiến bàn thắng thứ 7 của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ mang áo số 7 là người ghi bàn thắng thứ 7 cho đội tuyển Việt Nam trong hiệp 1 của trận đấu với đội tuyển Syria. Xin được nhắc lại, đây là trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ở bảng D của vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á năm 2018. Dù đây là lượt trận thứ hai, lượt trận đầu tiên đội tuyển Việt Nam chưa thi đấu. Nguyễn Thị Hòa. Rất có thể trong hiệp thi đấu thứ hai thì huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cộng sự của mình sẽ tiếp tục có những sự thử nghiệm và tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được thi đấu ở trận đấu này. Có 1 phút bù giờ trong hiệp đấu thứ nhất. Dứt điểm tuyến hai. Có thể nói là các tiền vệ của đội tuyển Việt Nam Nguyễn Thị Liễu và Nguyễn Thị Hòa đã thực sự mạnh dạn trong các pha dứt điểm tuyến hai của mình. Vũ Thị Thúy và Nguyễn Thị Xuyến, hai hậu vệ cánh của đội tuyển Việt Nam, trong các pha băng lên để phối hợp tấn công cũng đã mạnh dạn đưa ra các pha dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Nojuma. Hiệp 1 đang bước vào thời gian đá bù giờ. Tuyết Dung, sau pha nhấc chân rất tinh tế thì Tuyết Dung không dứt điểm mà chuyền bóng ngược trở ra cho Nguyễn Thị Liễu. Trương Thị Kiều, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Muôn phối hợp rất hay với Nguyễn Thị Liễu và cơ hội để nâng tỷ số lên 8-0. Nguyễn Thị Muôn chưa ghi bàn nhưng cầu thủ này đặt dấu giày trong khá nhiều bàn thắng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Và lúc này thì trọng tài Shiyumi đã nổi tiếng còi khép lại hiệp thi đấu đầu tiên trong trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Syria ở lượt trận thứ hai của bảng D vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á năm 2018. 8 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam, trong đó có 3 cầu thủ đã có được cú đúp, đó là Nguyễn Thị Liễu, Tuyết Dung và Phạm Hải Yến.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tạm nghỉ trong ít phút trước khi trở lại với diễn biến của hiệp 2 trận đấu này. Trong hiệp thi đấu thứ nhất, những cô gái trong trang phục áo trắng của đội tuyển Việt Nam đã có một thế trận thực sự thuận lợi với bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút đầu tiên. Và các tiền vệ của đội tuyển Việt Nam đã thi đấu rất hợp lý, điều tiết nhịp độ trận đấu có lợi cho đội tuyển Việt Nam, đồng thời tạo ra những cơ hội ghi bàn cho các đồng đội và trực tiếp ghi bàn. 4 tiền vệ của đội tuyển Việt Nam đã ghi bàn là Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Hòa và Nguyễn Thị Nguyệt. Tiền đạo Hải Yến cũng đã có được một cú đúp bàn thắng, và Nguyễn Thị Muôn, cầu thủ trong vai trò tiền đạo lùi, dù chưa ghi bàn nhưng lại góp công rất lớn trong các đường truyền thuận lợi cho đồng đội ghi bàn. Trong hiệp 2, đội tuyển Việt Nam bảo vệ khung thành bên phải màn hình của quý vị và các bạn. Để tiện cho quý vị và các bạn theo dõi hiệp 2 của đội tuyển Việt Nam, chúng tôi xin được giới thiệu lại đội hình của đội tuyển Việt Nam trên sân lúc này. Trên hàng tiền đạo đá cao nhất là cầu thủ mang áo số 12 Phạm Hải Yến, tiền đạo lùi mang áo số 13 Nguyễn Thị Muôn. Các tiền vệ của đội tuyển Việt Nam, hai tiền vệ trung tâm là số 8 Nguyễn Thị Liễu và số 10 Nguyễn Thị Hòa. Hai cầu thủ đá cánh sẽ là Nguyễn Thị Nguyệt và Bích Thủy, người vừa vào sân để thay cho Tuyết Dung. Hai trung vệ của đội tuyển Việt Nam đó là Trương Thị Kiều số 3 và số 5 đội trưởng Bùi Thị Như. Hai hậu vệ cánh của đội tuyển Việt Nam đó là Nguyễn Thị Xuyến và Vũ Thị Thúy. Ở trận đấu này, Khổng Thị Hằng được bắt chính để thay cho thủ môn kỳ cựu Kiều Trinh. Bàn thắng thứ 8 của đội tuyển Việt Nam được thực hiện đúng ở những giây cuối cùng của hiệp 1 trong thời gian đá bù giờ. Và 8 bàn thắng thực sự là một lượng vốn quá lớn đối với đội tuyển Việt Nam để có thể hướng tới chiến thắng, đồng thời đưa đội tuyển Việt Nam lên vị trí đầu bảng sau khi kết thúc lượt trận này. Sau khi kết thúc lượt trận thứ 2, sẽ có 4 đội có được 3 điểm là đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Myanmar, đội tuyển Iran và đội tuyển Singapore. Đội tuyển Việt Nam dù mới thi đấu một trận nhưng với hiệu số bàn thắng bại rất tốt sẽ có được vị trí đầu bảng. Đây mới là thử thách nhẹ nhàng nhất đối với đội tuyển Việt Nam ở bảng D của vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á năm 2018. Những thử thách tiếp theo sẽ khó dần lên. Đội tuyển Singapore đã có 3 lần đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Mặc dù đó đều là những trận thua nhưng đội tuyển Singapore ít nhiều cũng có sự hiểu biết về lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Đối thủ cùng trong khu vực Đông Nam Á. Đó không phải là một pha phạm lỗi. Vừa rồi là một cú tắc chính xác của cầu thủ mang áo số 15, Ramadan, cầu thủ thay người đầu tiên của đội tuyển Syria. Trong hiệp 1, Rasha Ramadan vào sân để thay cho Isra Al-Lali. Nguyễn Thị Hòa. Đội tuyển Syria phòng thủ số đông. Và đội tuyển Việt Nam lúc này đang kéo giãn đội hình của đối phương. Trong hiệp 1 thì những pha đảo cánh liên tiếp của đội tuyển Việt Nam đã góp phần kéo giãn được hàng phòng ngự dày đặc của đội tuyển Syria. Và khi mà sự tập trung của các cầu thủ phòng ngự đội tuyển Syria đang hướng ra hai cánh thì khi đó những khoảng trống đã xuất hiện và đội tuyển Việt Nam lại thực hiện những tình huống chọc khe. Có thể nói các tiền vệ của đội tuyển Việt Nam đã xử lý rất linh hoạt trong hiệp 1.
Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Xuyến. Nguyễn Thị Hòa. Những diễn biến đầu hiệp 2 cũng rất giống với hiệp 1, đó là bóng thuộc quyền kiểm soát của đội tuyển Việt Nam với tỷ lệ kiểm soát bóng hoàn toàn vượt trội, thế trận tốt hơn. Chỉ khác đó là ngay trong phút đầu tiên của hiệp 1, đội tuyển Việt Nam đã có được bàn thắng mở tỷ số. Còn những phút đầu tiên của hiệp 2 đang trôi qua khá bình yên phía trước khung thành của thủ môn Nojuma. Nhịp độ tấn công của đội tuyển Việt Nam trong những phút đầu tiên của hiệp 2 không thực sự liên tục và dồn ép đối phương như hiệp 1. Thay vào đó, đội tuyển Việt Nam đang thực hiện nhiều hơn những đường chuyền ở cự ly ngắn ở khu vực giữa sân. Nguyễn Thị Xuyến. Trong hiệp thi đấu thứ nhất, đội tuyển Việt Nam đã có được một quả penalty và người thực hiện thành công đó là Tuyết Dung. Bên cạnh đó thì các tiền vệ của chúng ta rất mạnh dạn dứt điểm từ tuyến 2. Và chúng ta vừa thấy điều đó. Pha dứt điểm của Vũ Thị Thúy. Số 4 của đội tuyển Việt Nam đã có 3 cú dứt điểm kể từ đầu trận. Quả treo bóng sâu. Và một điều khá lạ đó là số 11 của đội tuyển Việt Nam Nguyễn Thị Nguyệt, một cầu thủ có chiều cao khá khiêm tốn, lại thường xuyên là người nhận những quả tạt bổng của đối phương. Trong hiệp 1 chúng ta vẫn còn nhớ Nguyễn Thị Nguyệt đã có 2 cơ hội để đánh đầu cận thành về phía khung thành của Nojuma. Cho dù chưa thành công, nhưng đó là những pha phối hợp có nét của đội tuyển Việt Nam. Dibu số 20 vẫn là cầu thủ thi đấu cao nhất trên hàng công của đội tuyển Syria. Vẫn có rất đông những cầu thủ áo đỏ phía trước khung thành của thủ môn Nojuma. Phòng ngự số đông đang là cách mà đội tuyển Syria muốn thể hiện để có thể làm giảm thiểu số bàn thua của họ. Những phút đầu tiên của hiệp 2, chúng ta vẫn thấy bóng chỉ lăn bên phần sân của đội tuyển Syria. Phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Trong hiệp thi đấu thứ nhất, đội tuyển Việt Nam tung ra 12 cú dứt điểm về phía khung thành của đội tuyển Syria và 8 trong số đó đã được chuyển thành bàn thắng. Tỷ lệ thành công rất cao. Đúng như các cổ động viên của đội tuyển Việt Nam đang hát vang, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Lúc này thì đội tuyển Việt Nam vẫn đang bền bỉ với những pha tấn công của mình để tìm kiếm phương án và bàn thắng đã tới. Chúng ta sẽ cùng xem. Đó có thể là pha lập công của Nguyễn Thị Muôn. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha lập công trong tư thế cận thành của Nguyễn Thị Muôn. Điều mà chỉ ít phút trước thôi chúng tôi còn nhắc tới, đó là Nguyễn Thị Muôn sẽ có một trận đấu trọn vẹn nếu như có được bàn thắng cho mình. Thì điều đó đã tới. Và dứt điểm cận thành, và lần này thì thủ môn Nojuma đã không thể cản phá được. Nếu giành được vị trí nhất bảng D, đội tuyển Việt Nam sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết châu Á. Và khi đó thì cơ hội để cạnh tranh tấm vé dự World Cup lại tới với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Rất đẹp mắt. Một pha xử lý cho thấy được sức dướn
Và đó là pha lập công của cầu thủ vừa được vào sân thay người, cầu thủ màu số 24 Nguyễn Thị Thúy Hằng. Như vậy là những cầu thủ trên hàng công của đội tuyển Việt Nam đều đã lập công. Pha đón bóng không tốt của cầu thủ mang áo số 8 Galia Sheha. Và ở pha xử lý trong tư thế xoay người này, Thúy Hằng đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Nguyễn Thị Xuyến, Trương Thị Kiều, đội tuyển Serbia lúc này chỉ tập trung cho nhiệm vụ phòng ngự và cố gắng đẩy bóng càng xa khung thành của thủ môn Nojuma càng tốt. Trương Thị Kiều, Nguyễn Thị Hòa, cơ hội dứt điểm tuyến hai rất đẹp mắt, pha khống chế và dứt điểm gọn ghẽ. Như vậy là Nguyễn Thị Hòa, cầu thủ ma số 10 của đội tuyển Việt Nam cũng đã có một cú đúp cho mình. Ngay từ đầu trận thì chúng tôi cũng đã đưa ra dự đoán đây sẽ là một trận đấu mà các tiền vệ của đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để ghi bàn. Và thực sự là các tiền vệ của đội tuyển Việt Nam đã làm rất tốt điều đó. Pha khống chế và dứt điểm chéo góc khung thành của thủ môn Nojuma, bóng đập đất và nảy khó đoán đối với thủ môn mang áo số 1 của đội tuyển Serie. Bàn thắng nâng tỷ số lên 11-0 của Nguyễn Thị Hòa được thực hiện trong những phút cuối cùng của trận đấu. Lúc này thì trận đấu đã bước vào thời gian đá bù giờ và đội tuyển Việt Nam vẫn đang kiểm soát bóng. Đúng lúc này thì trọng tài Shigumi đã nổi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Serie. Đội tuyển Việt Nam có được chiến thắng với tỷ số 11-0 trước đội tuyển Serie.